Xin chào quý vị anh chị em thân mến. Hôm nay mình sẽ tiếp quay những cái dòng cano trung bình ha. Trung bình cho các quý vị anh chị em xem tham khảo giá nha. Cũng như những cái dòng cano giá rẻ mình đã quay rồi mà mình cũng nói hết rồi. Hôm nay mình sẽ quay những cái dòng cano trung bình và trên trung bình chút xíu cho các quý vị anh chị em xem tham khảo thôi. Là cũng như hồi nãy mình có quay một chiếc C183S trị giá là 14.000 đô á, chưa bao gồm phí vận chuyển và thuế nhập khẩu. Và tiếp theo mình sẽ quay những cái dòng chiếc cano này ha, chiếc cái này có mã hiệu là EQ25. Thân chào quý vị anh chị em thân mến, hôm nay mình sẽ tiếp quay những cái dòng cano trung bình ha, trung bình cho các quý vị anh chị em xem tham khảo giá nha. Cũng như những cái dòng cano giá rẻ mình đã quay rồi mà mình cũng nói hết rồi. Hôm nay mình sẽ quay những cái dòng cano trung bình và trên trung bình chút xíu cho các quý vị anh chị em xem tham khảo thôi. Là cũng như hồi nãy mình có quay một chiếc C183S trị giá là 14.000 đô á, chưa bao gồm phí vận chuyển và thuế nhập khẩu. Và tiếp theo mình sẽ quay những cái dòng chiếc cano này ha, chiếc cái này có mã hiệu là EQ25 256S ha. Đó, chiếc này ha, chiếc này có chiều dài khoảng 5m ha, chiếc này dài có khoảng 5m, bề ngang nó cũng 1m8 đến 2m ha. Mình đi một vòng sau đó mình sẽ quay phía bên trên cho các quý vị anh chị em xem mà tham khảo nha. Đây chiếc này, chút này cũng bằng composite nha quý vị chị em. Chiếc này có tầm hạ khoảng 1m rưỡi ha, chiếc này cũng có tầm hạ khoảng 1m rưỡi. Mình thấy chiếc này cũng còn rất là tốt luôn nha, chiếc này còn khoảng 60-70% ha. Mình đi một vòng ha, mình đi một vòng sau đó mình sẽ quay bên trên cho các quý vị chị em xem tham khảo ha. Đó, nói chung là chủ yếu mình quay những cái dòng cano giá rẻ và trung bình cho các quý vị anh chị em xem tham khảo thôi. Đó, chiếc này cũng tương đối còn đẹp lắm nha quý vị và anh chị em ha. Chiếc này thì nó có xài động cơ là Johnson ha, Johnson 115 mã lực. Chiếc này động cơ Johnson 115 mã lực. Bề ngang nó là 1m8 đến 2m ha. Chiếc này có đời năm 2001 ha, năm 2001. Đó, mình đi một vòng ha. Mình đi một vòng sau đó là mình sẽ báo giá cho các quý vị anh chị em xem tham khảo ha. Chiếc này là bề dài khoảng 5m, bề ngang nó 2m. Động cơ Johnson 115 mã lực. Giá trị là 13.000 đô Úc nha quý vị anh chị em ha. 13.000 đô Úc, 13.000 đô Úc thôi. À, chiếc này có chưa bao gồm phí nhập khẩu và thuế vận chuyển, phí vận chuyển. À, còn chiếc xe kéo là cũng là 1.000 đồng luôn. Các anh chị thích xe kéo thì là 1.000 đồng ha, là coi như là 14.000. Còn không thích xe kéo thì nó là 13.000 đô Úc thôi. Rồi giờ mình đi một vòng ha, sau đó mình quay phía bên trên cho quý vị anh chị em xem tham khảo nha. Chiếc này cũng có mùi bạc ha, nói chung mùi bạc. Nói chung tình trạng chiếc tất cả những cái dòng cano mình quay là đều hoạt động hết bình thường nha quý vị anh chị em. Đây, bên trên của nó ha, nói chung là để khách nó để không sử dụng một năm nay á, nên nó hơi bụi bặm. Chiếc này cũng có phòng nghỉ ngơi nha quý vị anh chị em. Chiếc này cũng có phòng nghỉ ngơi. Chiếc này nói chung chiếc xe kéo còn rất là mới nha quý vị. Chiếc xe kéo á, chiếc xe kéo này nếu mà các anh chị mà mua mới không á là khoảng 3.000-4.000 nha cho quý vị anh chị em. Nếu mà anh chị thích cái xe kéo nào luôn là chỉ có 1.000 đồng thôi. Xe kéo còn rất là tốt lắm, còn rất là tốt nha. Đây là cái phía trước mũi của nó ha, phía trước mũi nó có cái mình đứng, có thể mình đứng mình đứng mình đi câu được ha. Nó cái neo, tời neo ha, tời neo nó nằm đây, nó tời neo là nha quý vị. Rồi mình sẽ đi lên phía trên cho các quý vị anh chị em xem tham khảo ha. Mình thấy chiếc này cũng còn đẹp lắm, cho nên là mình xin nhắc lại chiếc này có chiều dài khoảng 5m ha. Đó, và bề ngang 2m. Động cơ Johnson 115 mã lực, giá là 13.000 đô Úc ha, 13.000. Chưa bao gồm phí nhập khẩu và phí vận chuyển ha.
Bây giờ mình đi lên phía trong mình quay cho các bạn quý vị xem tham khảo nha. Bên trong có nó cái gì ha? Bên trong nó có cái băng ghế ngồi ha. Hai cái băng ghế ngồi phía sau ha, hai băng ghế ngồi phía sau. Chứ này cũng có phòng nghỉ ngơi, chứ này cũng có phòng mình ngồi được khoảng 6 người nha quý vị. Chứ này mình đi được khoảng 8 đến 10 người. Chứ này thì nó cũng có máy định vị ha. Định vị cầm tạ, định vị la bàn ha. Và bộ điện đàm ha. Nói chung là cũng còn đẹp lắm nha quý vị anh chị. Hai băng phía trước ha, cũng còn sạch sẽ lắm đó. Đây, phía trong của nó đây ha. Cũng có remote còn thôi, tất cả những là hoạt động hết bình thường như quý vị anh chị em đó. Đó. Mình chủ yếu mình quay cho quý vị anh chị em xem tham khảo giá thôi. Anh chị em anh quý vị anh chị em thích đó thì nhắn tin cho mình ha. Cái bộ neo nó xài bằng tời ha, bằng tời điện ha, 12V ha. 12-24V đó. Đó, nói chung còn rất là đẹp nha quý vị anh chị em. Rồi mình xin đi một vòng nữa. Xin kết thúc cái video tại đây nha. Những cái dòng cano trung bình ha, giá cũng hợp lý cho quý vị anh chị em xem tham khảo thôi, chủ yếu là tham khảo giá ha. Anh chị và thích cái nhắn tin cho mình. Chiếc này có đời năm 2001 nha, năm 2001 cũng còn tương đối tốt nha quý vị anh chị em. Lần trên ha, mình coi thử cái dòng. Nói chung là bên đây thanh các quý vị à, tài lái nói chung là remote hộp số nó còn đầy đủ hết nha quý vị, không thiếu cái gì nha, tình trạng hoạt động hết bình thường. Anh chị mua thì cứ bên đây sẽ dọn dẹp trước khi gửi, mà sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho quý vị em, và đăng kiểm hết tất cả những cái dòng bên đây trước khi bán phải đăng kiểm hết nha quý vị mới được quyền bán, còn nếu không có được quyền bán đâu. Nói chung tất cả là đều hoạt động hết bình thường thì mới được quyền bán, còn những cái dòng cano nào mà không hoạt động thì mình nói là không hoạt động nha. Tất cả những cái dòng cano mình bán ra là đều hoạt động hết bình thường thì mới được quyền bán và đăng kiểm nha các quý vị. Tại vì cái luật bên đây nó là như vậy ha. Mình bán là phải bảo vệ cho cái người tiêu dùng ha, là phải hoạt động hết bình thường ha. Phải có đăng kiểm đàng hoàng nha quý vị anh chị em thì mới quyền được quyền bán. Rồi mình xin kết thúc video tại đây ha. Những cái dòng cano tạm là trung bình ha, xin tạm còn trung bình, giá cũng ok, 13.000 đô ha, chưa bao gồm phí nhập khẩu và thuế vận chuyển, chưa bao gồm xe kéo cộng là 1.000 đồng nha quý vị. Các bạn thích xe kéo thì thêm 1.000 đồng, các bạn không lấy xe kéo thì là 13.000 ha. Và nói chung rất là đẹp nha quý vị, tùy theo cái sở thích của anh chị em nè. Chủ yếu mình quay cho quý vị anh chị em xem tham khảo những cái dòng cano hiện tại bên mình đang có thôi ha. Rồi mình xin kết thúc video và cảm ơn các bạn nhiều trong thời gian qua đã xem video của mình. Các bạn nhớ đăng ký và like và share những cái cho video của mình cho các anh chị em đều đam mê ha, theo dõi video, và cũng đừng quên và nhớ giữ gìn sức khỏe ha, trong cái mùa dịch Việt Nam mình vẫn còn nha quý vị, hãy cẩn thận nha, và cho bản thân mình và cho cái gia đình của mình. Rồi chúc các bạn và gia đình ăn cơm ngon ha, và nhiều hạnh phúc nha. Mình xin kết thúc video tại đây, hẹn lại video Nipsa mình sẽ quay nhiều hơn, sắp tới mình sẽ có quay những cái dòng mình đi xem những cái dòng cano mới hoàn toàn 100% dòng triển lãm á. Các anh chị nào thích cái coi về những dòng triển lãm thì mình sẽ quay những dòng triển lãm cho quý vị anh chị em ha. Rồi cảm ơn các bạn nha, chúc các bạn là vui vẻ và nhiều hạnh phúc ha.